Anh Mobile chào các bạn nhé. Thì mình đang ép kính thay kính cho Samsung Galaxy S7 Prime ấy. Thì khi mình cắt nó ra thì nó bị chảy mực như thế này. Đây, đang bị chảy mực như thế này. Thì nhân tiện đây thì mình làm luôn cái clip này chia sẻ với anh em. Anh em nào chia sẻ với anh em cách để xử lý những cái bọt mực này này làm sao cho nhanh nhất và hiệu quả nhất. Bình thường thì các anh em chia sẻ thì cứ nặn nặn ngồi nặn cái này cho nó ra hết, xong rồi ép lại kính đấy, cứ ngồi nặn này. Nhưng mà nó nhiều như này thì nếu mà nặn thì chắc phải cả tiếng đồng hồ, mà trong 1 tiếng đồng hồ đấy thì chắc là ép được vài cái màn khác rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ cái anh em cách này để khắc phục cái lỗi này nhanh nhất mà hiệu quả nhất và đỡ tốn thời gian. Anh em lần sau có gặp cắt cái màn hình Z7 Prime mà nó bị lỗi như này ấy, xử lý luôn cho nó nhanh gọn lẹ mà đỡ mất thời gian. Thì bây giờ như này nhá, anh em đặt đây, cầm này này, bẻ luôn này phát, xong rồi thay một cái màn mới. Ok, xong giải quyết được luôn. Đây này anh em ạ, vừa bẻ phát là có màn mới luôn, ok luôn, đẹp luôn, không mua mực miếc gì luôn, giải quyết nhanh gọn lẹ. Ok, lượm lúa. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé.